Sở Nội vụ vừa ban hành văn bản gửi đến các cơ quan tổ chức về việc thông báo thời gian, đối tượng và nội dung giao nộp tài liệu và lưu trữ lịch sử tỉnh năm 2024. Công văn nêu rõ 11 đơn vị địa phương có trong danh sách cần tổng hợp các tài liệu từ năm 2015 trở về trước, bàn giao về Chi cục Văn thư lưu trữ trước 10 ngày đầu tháng của mỗi quý để thẩm định hồ sơ và tiến hành kiểm tra thực tế khối tài liệu nộp lưu trữ của đơn vị địa phương. Ngoài các đơn vị địa phương có trong danh sách, các cơ quan tổ chức thuộc nguồn lưu trữ tài liệu vào lưu trữ lịch sử tỉnh nếu có nhu cầu giao nộp tài liệu có thời hạn bảo quản vĩnh viễn trong năm 2024.